Xin chào tất cả các anh chị đến với kênh của Nhiên. Hôm nay thì Nhiên xin chia sẻ cái cách làm bánh gói. Bánh gói là một bánh cũng khá là quen thuộc và không thể thiếu trong món bánh của Việt Nam. Với công thức pha bột đơn giản và mình chỉ cần để ý một chút xíu trong lúc chiên bánh thôi là mình đã có ngay một món bánh vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng cho cả gia đình. Bây giờ thì Nhiên mời cô chú anh chị cùng xem cách làm bánh gói nha. Đầu tiên thì Nhiên sẽ đi làm cái phần bột trước. Ở đây Nhiên có là 300g bột mì, Nhiên sử dụng là bột mì đa dụng, 50g bột nếp, 1 muỗng canh đường, 1 phần tư thì cà phê muối và 2 muỗng canh dầu ăn. Các anh chị có thể thay thế bằng bơ để cho cái bánh của mình nó được thơm hơn. Rồi Nhiên sẽ trộn đều lên ha. Sau đó thì Nhiên sẽ cho vào đây là một quả trứng. Cái trứng này thì nó sẽ giúp cho cái bánh của mình nó có độ xốp giòn hơn. Sau đó thì mình sẽ dùng tay rồi mình bóp đều lên ha. Ở đây thì sẽ đong bằng chén để cho anh chị nào không có cân á thì sẽ dễ làm hơn. Còn anh chị nào mà có cân rồi á thì Nhiên có ghi phía trên màn hình á, các anh chị có thể theo dõi giúp Nhiên ha. Tiếp tục thì Nhiên sẽ cho vào đây là 120ml nước ấm, tương đương là khoảng nửa chén á. Và cái nước này thì nó sẽ ấm hơn là cái nước của mình uống ha. Giờ mình cho nước vào từ từ. Để mình trộn bột lên cho nó đều. Rồi còn một chút nước còn lại nè, giờ mình sẽ cho vào đây hết luôn. Rồi mình nhồi lên cho nó thật là mạnh luôn ha. Nhồi tầm khoảng 10 phút. Bây giờ cái bột của mình bây giờ nó đã mịn lại nè các anh chị. Nó dẻo lại như thế này. Nó không còn có bột khô nữa. Khi mình sờ vào thì nó không dính tay ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ để đây cho bột nghỉ khoảng 30 phút. Trong lúc này thì mình sẽ đi qua làm cái phần nhân. Đây là một số nguyên liệu Nhiên chuẩn bị để làm nhân bánh. Nhiên sẽ cho qua hết một cái tô như vậy. Nhiên nêm vào đây 1 phần 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 phần 2 muỗng cà phê tiêu. Sau đó thì Nhiên trộn đều lên. Nhiên thấy Nhiên nêm trước như thế này nè thì cái nhân của mình nó sẽ được đậm đà hơn. Với khi cái bánh mình để lâu á thì nó cũng không có bị chua nữa các anh chị. Sau đó thì Nhiên sẽ cho qua một cái tô vải như thế này. Rồi Nhiên vắt bớt nước ha. Khi mình vắt bớt nước như thế này nè thì cái nhân của mình khi ăn nó sẽ giòn hơn. Với khi mình xào á thì cái nhân nó cũng ít có bị ra nước nữa. Và để cho cái nhân của mình nó không có bị nát thì lúc này mình chỉ vắt sơ thôi. Và mình vắt cho nó ra bớt nước là được. Khi ăn nó sẽ giòn hơn. Vắt xong thì bây giờ mình đi xào nhân luôn. Nhiên sẽ bắt một cái chảo lên bếp. Sau đó thì Nhiên cho vô đây là một muỗng canh dầu ăn. Và Nhiên cho tiếp tỏi và hành tím vào luôn. Rồi mình phi tỏi và hành tím cho nó thơm lên ha. Khi tỏi và hành tím nó vàng thơm hết như vậy nè. Rồi giờ mình cho tiếp hết cái phần rau củ lúc nãy vào đây. Và để cho rau củ nó được giòn á thì Nhiên sẽ xào với lửa lớn nha. Nhiên nêm vô đây là một muỗng canh đường, 1 phần 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê muối, 1 phần 2 muỗng cà phê tiêu. Và cuối cùng là một muỗng cà phê dầu hào. Không có thì cũng không sao ha. Các anh chị thích ăn bột ngọt á, thì mình cho vào. Theo Nhiên á, thì như vậy là cũng vừa rồi. Sau đó thì mình sẽ tắt bếp. Rồi mình cho tiếp bún tàu và có phần thịt heo băm vào. Rồi cái nhân như vậy là xong. Rồi mình để đây cho nó thật là nguội ha. Bột sau khi ủ được 30 phút thì bây giờ mình sẽ lấy bột ra và sau đó thì mình sẽ nhồi sơ cái phần bột này lại để cho bột của mình nó mịn hơn ha. Mình có thể phủ lên đây một tí bột khô để mình nhồi nó sẽ dễ hơn và đỡ cái bị dính tay. Đây mình sẽ nhồi như thế này. Các anh chị mình sẽ kéo bột ra nha. Sau đó thì mình sẽ gấp bột lại. Đó, mình cứ làm tương tự như vậy. Mình làm như thế này nè. Thì bánh khi chiên xong á, thì nó sẽ tách lớp ra rất là đẹp luôn. Đó, mình nhờ như vậy là xong.
Là bột xong thì bây giờ mình chia bột ra. Và mình để mình cán cho nó dễ ha các anh chị. Mình nhớ mới đậy lên một cái khăn như vậy nè. Để cho bột của mình nó không có bị khô. Rồi sau đó thì mình sẽ cán mỏng bột ra. Lúc này thì Nhiên sẽ dàn cho cái bột nó mỏng ra. À, để chút mình xếp cái viền á nó sẽ dễ hơn. Đây, mình cán mỏng như thế này là được rồi nè các anh chị. À, độ dày thì nó khoảng là 2 đến 3 mm á. Sau đó thì Nhiên sẽ dùng cái khuôn nè. Và Nhiên cắt bánh ra. Cái khuôn này thì Nhiên dùng là 10 cm á. À, nếu không có thì các anh chị có thể thay thế bằng cái chén cơm của mình ở nhà. À, mình cắt cũng được nữa ha. Đây, nó mỏng mỏng như vậy là được rồi nè. Và bây giờ Nhiên đi nắn bánh luôn. Nhiên cho vào đây một ít nhân. Sau khi cho nhân vào giữa rồi á, thì mình sẽ nhíp hai cái mí nó lại. Mình nhíp cho nó thật là chặt luôn. À, tùy theo ý thích mà các anh chị có thể cho nhân nhiều hoặc là nhân ít ha. À, các anh chị có thể luộc thêm trứng cút á, mà mình cho ngay giữa cũng được nữa. Lúc này thì Nhiên sẽ dàn cho cái bột nó mỏng ra. À, để chút mình xếp cái viền á, nó sẽ dễ hơn. Rồi, sau đó thì mình sẽ gấp nó lại. Đây nè các anh chị. Đó, mình gấp tương tự như vậy ha. Những cái đầu tiên á, thì mình làm chưa quen tay á, thì cái bánh nó sẽ chưa được đẹp. À, nhưng mà làm thêm vài cái rồi á, khi mà quen tay á, thì bánh nó sẽ đẹp hơn. Ở đây thì Nhiên cũng chưa được khéo tay cho lắm á, nên Nhiên xếp cái bánh nó chưa được đẹp nè. À, có anh chị nào có cái cách xếp bánh đẹp hơn á, thì chỉ cho Nhiên biết với ha. Sau khi cho nhân vào giữa rồi á, thì mình sẽ nhíp hai cái mí nó lại. Lúc nhíp lại thì mình có thể dùng cái ngón tay đó, rồi mình ấn nhẹ vào để cho nhân nó không có bị chạy ra đó. Đó, như vậy là được rồi nè. Rồi mình gấp cái mép nó lại thôi. Rất là dễ luôn các anh chị. Đó, như vậy là xong. Rồi mình sẽ làm tương tự như vậy cho đến hết cái số bánh còn lại luôn ha. Xếp bánh xong hết thì bây giờ mình đem bánh đi chiên luôn. Nhưng chuẩn bị một cái chảo dầu. Khi dầu nó đủ nóng như thế này thì mình sẽ thả bánh cho vào ha. Với món bánh này thì Nhiên cũng đã chiên thử nhiều lần rồi. À, và Nhiên thấy á, thì khi Nhiên chiên ở nhiệt độ khoảng 170, 180 á, thì cái bánh nó sẽ phồng hơn và cũng có cái độ xốp nữa. À, nhưng mà cái độ giòn á, thì nó sẽ không có bằng khi mình chiên cái lửa nhỏ ha. À, nếu mà các anh chị nào thích ăn cái bánh á, nó có cái độ cứng giòn thì mình cứ để lửa nhỏ mình chiên ha. À, trong lúc chiên á, thì mình sẽ chở đều để cho cái bánh của mình nó được chín đều và đẹp hơn. Khi bánh nó bắt đầu nó ngả vàng như thế này thì mình sẽ vớt bánh ra. Rồi mình cho qua gỗ để mình để cho nó gáo dầu. Đây, bánh viên chiên xong hết rồi nè các anh chị. Bánh có cái màu vàng ươm rất là đẹp và rất là thơm luôn. Rồi mình để nguội chút xíu là mình có thể ăn được rồi. Bánh khi chiên xong á, thì nó có cái màu vàng ươm rất là đẹp và nó cũng phồng khá là nhiều luôn nè các anh chị. À, khi Nhiên bẻ thử á, thì cái vỏ bên ngoài nó rất là giòn luôn, bên trong á, thì lại xốp mềm. À, khi Nhiên ăn vào á, thì Nhiên cảm giác là cái bánh á, nó tan ngay ở trong miệng và cái phần nhân á, thì cái vị nó cũng rất là vừa nữa. À, với món bánh này á, thì các anh chị có thể ăn kèm với một ít rau sống, dưa chua hoặc là tương ớt á, cũng rất là ngon. À, các anh chị nào có thời gian á, thì hãy làm thử đi nha, rất là ngon luôn. Và đến đây á, thì Nhiên cũng xin tạm dừng video này. À, Nhiên cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Nếu các anh chị và các bạn thích video của Nhiên chia sẻ thì hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Nhiên nha. Nhiên xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị trong các video lần sau.